Hôm nay là buổi điều trị thứ 9 của anh. Sau 8 buổi, là sau khoảng 2 phần 3 cái liệu trình điều trị rồi. Thì hôm nay em khám lại và cũng cho anh thấy cái hình ảnh hiện tại da đầu cũng như là phần tóc của anh sau quá trình điều trị vừa rồi. Thì anh nhìn vào đây nhé, đây là cái hình ảnh mình sẽ không không so sánh nó quá nhiều lần, mà mình được 2 phần 3 mình sẽ xem cái buổi đầu tiên với cái buổi hôm nay. Thì đây là cái ảnh đầu tiên của anh này. Đó, anh thấy là như hôm trước là cái buổi đầu tiên cái vùng da đầu của mình nó đỏ rất là nhiều. Thứ nhất là da đầu nó đỏ, đây nó có gầu. Thứ ba là cái mật độ tóc của nó thưa. Đấy, nó thưa thôi chứ nó không phải là chưa đến mức mà hói. Đấy, và sau đấy thì hôm nay là cái buổi mà, sau 2 phần 3 liệu trình. Đấy, thì anh sẽ thấy là em zoom lên cho anh thấy cái da đầu của anh ấy phía dưới là nó không còn tình trạng đỏ rồi, và nó cái lượng dầu nó tiết ra nó ít hơn rất là nhiều. Mặc dù nó vẫn có nhé, dầu ngoại da đầu ngoại có da đầu cả đó. Nhưng mà có một cái điểm mà cải thiện khá là nhiều là anh nhìn thấy cái mật độ thưa, mật độ trắng của cái tóc ấy nó đã giảm đi rất là nhiều, bây giờ nó đen rất là nhiều rồi. Thứ hai là những cái tóc mà trước đây anh nhìn thấy nó chỉ có một cái sợi thì bây giờ nó đã mọc lên 2 đến 3 cái sợi một cái chân tóc rồi, và cái điều này nó làm cho cả cái vùng này của anh ấy, nó nhìn nó cái mật độ tóc nó rậm hơn, nó đen hơn rất là nhiều. Vậy là cái tiến triển của nó cũng rất là tương đối tốt. Đó, để xem lại nhé, cái hai này đó. Có vẻ là các cái sợi tóc của anh nó đã được cứng hơn, kể cả tóc cũ ấy, nó đã cứng hơn và nó dày hơn rất là nhiều. Đây này, nhìn cái cũ nó rất là mảnh không, mảnh và thưa, cái thứ hai nó rất là cứng hơn.